Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phần 1: Tây y và thực dưỡng. Đáng lẽ một so sánh giữa phương pháp Osawa với Đông hay Tây y thôi không đề cập đến nữa. Nhưng thể theo ý của nhiều bạn đọc, vấn đề này trên báo chí cũng xuất hiện thường xuyên, nên một ấy có thể làm cho việc chữa trị được nhận định rõ ràng và thú vị. Vậy thú vị nếu có, xin bắt đầu. Bệnh 1: Động kinh trẻ con. Tôi có đứa cháu 9 tuổi, mấy tháng trước bị nhiễm dung sáng ở não, chữa trị đạt kết quả tốt, xét nghiệm máu không còn dương tính. Tuần trước khi cháu tôi đang ngồi học trong lớp, đột nhiên lên cơn co giật, vào bệnh viện cấp cứu, được xác định là chứng động kinh. Đến nay đã xảy ra 2 lần co giật. Xin hỏi có phải do bệnh não trước kia? Bệnh này có trị khỏi không? Trị ở đâu? Tây y, bác sĩ trả lời. Động kinh nếu không tìm ra nguyên nhân thì gọi là bệnh động kinh. Còn trường hợp của cháu bé này có thể là động kinh, triệu chứng, với căn nguyên được nghĩ đến là do não nhiễm sáng trước đây, nay để lại vết sẹo ở não gây triệu chứng động kinh. Kết quả điều trị tùy thuộc nguyên nhân có được loại trừ hay không. Bệnh sẽ tái diễn nếu căn nguyên còn tồn tại. Người bệnh cần được thoải mái về tâm lý, tránh lao lực, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tránh môi trường nguy hiểm như độ cao, gần lửa, gần ao hồ. Bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần. Phương pháp Osawa. Bệnh thuộc trẻ con mà thầy thuốc trả lời như bệnh của người lớn. Nào là phải thoải mái về tâm lý, tránh lao lực, vân vân. Chắc có lẽ làm cho chị hụt hẫng. Bất cứ ai khi nghe trình bày câu chuyện trên đều nghi rằng bệnh xảy ra có liên quan mật thiết đến việc nhiễm sáng ở não. Vì nếu không thì tại sao trước đây em bé không bị co giật? Vậy việc có vết sẹo cần phải để tâm đến. Để tâm đến là sao? Chúng tôi thiết nghĩ theo các ngành y nào đó trong trường hợp này, người ta không làm sao giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng đối với phép thực dưỡng, hy vọng cháu lầm bệnh luôn đấy. Chớ nếu không, để dây dưa, nghĩa là dầu có lâu lâu xảy ra một lần thì cũng rất nguy hiểm, tội nghiệp cho thằng bé. Chị có thể tham khảo thêm quyển sách Người Thật, Việc Thật, Nơi Quyển, những hiệu quả rõ ràng về phương pháp Osawa vừa xuất bản năm 2009. Trong đó có người nhờ phương pháp này mà hết chứng động kinh, nghĩa là nó có thể làm cho vết sẹo nào đó ở não mờ nhạt hay tan biến, để nơi đây trở lại nguyên trạng như xưa. Điều này có người đã từng thấy nơi các vết thương hay u sẹo ngoài da. Hy vọng khỏi bệnh nằm trong tầm tay của cháu đấy. Ha ha ha, 问什么的说